Câu hỏi tiếp theo là của thầy Hạnh Phú, nhưng vì hôm nay thầy Hạnh Phú đang có chuyến bay không có kịp tham gia Zoom được, cho nên là có gửi cho con câu hỏi. Con xin kính nhờ chú Long Tâm đọc giúp ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư Đức Tăng Ni, Quan Lâm chứng minh. Con xin bạch thầy Diệu Âm Tinh Hải. Con xin phép đọc câu hỏi. Xin thầy cho con hỏi một câu ạ. Con đi hộ niệm thấy người dân chúng hay nhắc cho hương linh là nếu như hương linh đã được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì xin hương linh gia trì vào thân tướng này được mềm mại tươi hồng làm niềm tin cho tứ chúng đồng tu ở lại đây và làm niềm tin cho con cháu của hương linh nhé. Con kính thưa thầy, câu này người dân chúng hay đọc về từ lúc tiếng 10, 11, 12 có đúng pháp hộ niệm không ạ? Và có nên nhắc như vậy không ạ? Nam mô A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Xin thưa với chư vị, cái thoại tướng tốt không phải là do cái vị hương linh đó gia trì vào cái thân tướng của họ. Và không phải là cái người đã chết đó muốn làm cái thân tướng đẹp thì nó đẹp, mà không muốn thân tướng đẹp thì nó xấu, không phải như vậy đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói là khi một người ra đi, nếu mà người đó chiếu xúc được chiếu xúc quang minh của A Di Đà Phật thì thân ý của người đó nhu nhuyễn vô cùng, đẹp vô cùng. Rất nhiều lần trong cái kinh Vô Lượng Thọ Phật nói như vậy. Như vậy thì một người mà ra đi được thân tướng tốt đẹp thì một là họ đã chiếu xúc, đã tiếp xúc được với quang minh của A Di Đà Phật gia trì, tức là A Di Đà Phật gia trì cho cái người đó, chứ không phải cái người đó gia trì cho cái xác chết của họ. Và khi gia trì thì đầu tiên là cái tâm của họ an vui thanh tịnh, họ không còn sợ hãi, không còn gì cả, thì chính nhờ cái tâm của họ mà an nhiên như vậy, nó ảnh hưởng luôn cái thể chất của họ. Thì trong kinh Phật có nói là y báo chuyển theo chánh báo, nghĩa là chánh báo của họ là cái tâm thức của họ hay là cái chân tâm của họ được A Di Đà Phật tiếp đón vãng sanh. Họ vượt qua tất cả mọi sự khủng hoảng, họ an lành ra đi, cái tâm an lành sung sướng đó nó ảnh hưởng cái môi trường chung quanh, gọi là y báo. Và cái y báo mà gần gũi tha thiết nhất của họ chính là cái thân xác của họ, cái xơ thịt của họ, cái thân xác của họ. Cho nên có nhiều kinh nói là khi mà mình được chư Phật gia trì rồi thì cái thân xác của họ nó đẹp, đẹp dữ lắm. Có nhiều người đẹp lắm chưa vậy, đẹp mà nó nổi lúc mà bệnh hoạn thì họ 8 9 chục tuổi, mà lúc khi ra đi rồi thì hiện chỉ còn có 5 60 tuổi, nó trẻ hơn, môi nó hồng, nó đẹp lắm. Thì đó là sự gia trì của A Di Đà Phật chứ không phải là sự gia trì của quân linh. Cho nên mong chư vị là cứ khuyên là người bệnh đó quyết chí niệm Phật đi. Nếu mà được Phật quang phóng tới gia trì chứng tiếp đó, mỉm cười mà ra đi đi. Nhiều khi mà nó cần nó mỉm cười, họ cũng mỉm cười. Mà có những người khỏe, người ta giơ tay chào nữa. Kính chào chư vị, cảm ơn chư vị đồng tu, chư vị cứ niệm Phật đi nhé, tôi theo A Di Đà Phật đi. Họ nói mà họ vui mừng tại vì họ đã được đi theo A Di Đà Phật rồi. Và xin thưa với chư vị, khi họ ra đi rồi, tướng họ đẹp lắm, đẹp lắm chứ vị, nhất là những người mà từ giờ phút đầu cho đến giờ cuối cùng hoàn toàn không có một trở ngại nào, tướng họ càng ngày càng đẹp. Đến xin thưa chư vị, đến 10 ngày sau vẫn còn đẹp, đây là một cái hiện tượng bất khả tư nghị, mong cho chư vị ấy. Cho nên nhắc lại là không phải là cái hương linh đó gia trì cho cái thần tướng họ, mà người hương linh đó tín thành nguyện đại đức đã được Phật lực gia trì làm cho người ta ra đi tự nhiên tướng đẹp lắm, tướng đẹp lắm nha chư vị. Đấy là nhục thân của Bồ Tát rồi đấy.
A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân thầy.